sadhu, 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 sadhu. Sadhu, 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 sadhu.
time đi. Đọc tất cả. So I will chant the Mahasamaya Sutta, and some people also follow me. So during the my chanting, during our chanting, please meditate. Ngài Sa Đo nói rằng ngài sẽ tụng bài kinh Mahasamaya Sutta, kinh Đại Hội trong trường bộ, và một số vị tỳ khưu khác có thể tụng theo ngài, và hội chúng ở dưới này chúng ta có thể hành thiền trong thời gian ngài tụng kinh. So to meditate, you need a comfortable the posture. Trong quá trình hành thiền thì xin quý vị hãy cứ ngồi cái tư thế mà cảm thấy thoải mái.
So close your eyes and meditate your meditation object. Và mọi người nhắm mắt lại và hành thiền chánh niệm trên đề mục thiền định mà mình đang thực hành. If you are new, your own meditation object, please try that breathing in, breathing out as your object in the nose string on the touching point. Nếu quý vị chưa biết cách hành thiền thì quý vị hãy thiền niệm hơi thở bằng cách theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra ở khu vực dưới cánh mũi, trên môi trên hay là ở khu vực nhân trung. Trying to know breathing in, breathing out, not just breathing. You must know this breathing in or breathing out. Và cố gắng nhận biết hơi thở, không chỉ nhận biết hơi thở không, mà nên nhận biết đầy đủ đây là hơi thở vào hay là hơi thở ra, mình đang thở vào hay đang thở ra. Okay, we will start chanting. Bây giờ ngài sẽ đo sẽ bắt đầu tụng kinh. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Tika nikaya maweka pali maha samaya sutan. Evo mi sutan ekan samaya bhagava sake suviharati. Kabila otu same mawane madhabe kusage nasade panjamade ibe kusade save. So we also happy to come and to come here. So 4 years ago, during the Sima, the removing and certain times, Terry we also invite me, but I cannot come because I have another trick. So at that time, whenever Ujjandima, Upovida and this era Ujjagriya also coming. Ngài Sara vừa nói rằng hôm nay các ngài cũng rất là hoan hỷ khi đến đây. 4 năm trước, Sayalavira cũng có mời ngài đến dự đến làm cái tăng sự là xả bỏ Sima cũ và Sima mới cho ngôi chùa này. Lúc đó ngài bận một cái chuyến công tác khác cho nên ngài đã không đi được. Chỉ có ngài Sayada Uchanima, ngài Sayada Ukovita và ngài Sayada Charagiya là ngài đang ngồi bên cạnh tham dự. Even though I cannot come at that time, but I have now come in here. Mặc dù lúc ấy nó không đến được, nhưng mà hôm nay Sayada đã đến được đây. So 4 years ago, this Sayada Uchanima stay. This monastery is Nostuma Bidin. So they also stay that temporary kuti in this compound. Now he cannot find that there is more good now. So many progress this monastery. So very happy to hear like that. Và sau 4 năm trở lại thì Sayada Uchagaragiya, ngài nói rằng cách đây 4 năm ngài nhớ khi ngài ở trong những cái cốc lưu tạm thời nhỏ nhỏ và sau 4 năm mình mới đã nay ngài không tìm lại được những cái kuti nhỏ nhỏ đó nữa, không nhận ra. Vì chùa đã rất là phát triển, có rất là nhiều cái tòa nhà mọc lên, rất là chỉnh chu, rất là đầy đủ. Và như vậy sau 4 năm thì một sự phát triển rất là tốt đẹp. So this condition shows, this Theodore Unyanaloka and all the Theodore devotees are very diligently that trying during this 4 years. Và điều này chứng tỏ rằng sư Nyanaloka là sư thanh minh cùng với chư tăng khác, cùng với tất cả Phật tử đã nỗ lực cố gắng không ngừng trong suốt 4 năm qua. So this center was already recognized as a pulse center like that. So already recognized. So this is like the our generation, power generation. No? Recognize beneath is that all our Sayada Ujjandima Upovida come and made the Sima setting.
Just happen. So just happen. So just happen. Also, we are stay there, supporting from the power. Ngôi chùa này cũng được Chư Tăng Bảo công nhận như là một một trong những có một cái Sima đã được Chư Tăng Bảo đến thiết lập và ủng hộ. So we also hope the North Seattle and all the Seattle devotees are trying for Buddha Sasana now, now for the Theravada tradition, right? Và các ngài cũng hy vọng rằng Chư Tăng ở đây cố gắng nỗ lực để tu tập và duy trì phát triển giáo pháp của Đức Phật ở nơi này. So in Vienna, such kind of the Theravada tradition monastery are very rare nowadays, right? Và ở Việt Nam thì một ngôi chùa Theravada như thế này rất là khó kiếm, đúng không? So we also now very happy to see now many devotees are now supporting this monastery. Now we see the many people. Và các ngài cũng rất là hân hỷ khi thấy rất là nhiều quý Phật tử đến ủng hộ ngôi chùa này. And we also now thinking, we also now know now here the retreat now. During the retreat, so now many people are learning the meditation from the Seattle. Bây giờ cũng có rất là nhiều Phật tử đã và đang học thiền, có những khóa thiền từ sư sư trụ trì. So please continue the meditation. So meditation is very important. This meditation also based on the sila. So sila, based on sila, you have to now try the Samatha Bhavana Vipassana Meditation. So this is very supporting call to attain Nibbana. Và để hành thiền tốt thì giới luật là nền tảng. Mọi người cần phải giữ giới luật. Từ cái nền tảng của giới luật đó, nó sẽ hỗ trợ cho việc hành thiền định và hiền thiền tuệ và để đắc Niết Bàn. Và đây là cái sự tồn tại, sự biểu hiện của giáo pháp Đức Phật. So I will say again, we also very happy. We have get opportunity to come here and to see all of you. May you attain Nibbana quickly. Và ngài muốn nhắc lại rằng các ngài rất là hân hỷ khi đến đây gặp mọi người và các ngài chúc cho tất cả mọi người mạnh an vui và đắc Niết Bàn một cách nhanh chóng. Okay, now the all sharing merit again. So we also the rich by you all merits. Bây giờ chúng ta chắc tặng chúng ta cùng chia phước một lần nữa và các ngài cũng rất hoan hỷ tỳ hỷ với những phước thiện mà mọi người đã làm.